Tôi vụ vừa rồi thì tôi có phun Insinio 200SC thì tôi thấy rất chi là hiệu quả mà rất tốt. Tôi chỉ phun có một lần trong thời điểm lúa đang nằm đồng mà tôi thấy là hiệu quả rất cao. Tôi phun sâu gối nứa là sạch hết, đạt tới 99%. Trong khi những ruộng bên cạnh thì người ta phun đến 3 lần, 4 lần nhưng mà tôi thấy vẫn sâu trắng ná hết, không có hiệu quả. Insinio đã diệt sâu chấn động.